Theo thông tin mới nhất từ VPF, trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và câu lạc bộ bóng đá Huế đã được chọn làm nơi diễn ra trận khai mạc của giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2023-2024. Hiện tại, sân bóng này đang hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng cho ngày khai mạc. Dễ nhận thấy, mặt sân Hòa Xuân được tạo sọc theo cách khá dị. Các đường kẻ được cắt với chiều cao khác nhau tạo nên sọc cỏ khá kỳ quặc. Sân Hòa Xuân đang chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi đợt mưa lớn hiện nay tại miền Trung. Một sân bóng khác cũng đang trong quá trình chuẩn bị cho giải hạng nhất quốc gia là sân vận động Đồng Nai. Sau nhiều năm vắng mặt, sân bóng này đã chính thức trở lại với bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam từ mùa giải tới. Hiện tại, ban quản lý sân vận động Đồng Nai đang tiến hành lắp đặt ghế ngồi trên khán đài A của sân. Bên cạnh đó, cabin kỹ thuật mới cũng đã xuất hiện trên sân vận động này. Chưa rõ cabin này do VPF trang bị hay câu lạc bộ Đồng Nai tự đầu tư. Ở vòng 1, Đồng Nai sẽ tiếp Đồng Tháp vào ngày 22 tháng 10.